gia đình thầy Minh Tuệ thông báo tin buồn ngất ngờ ập xuống. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Radio Việt. Quý vị thân mến, kể từ khi thầy Thích Minh Tuệ trở lại con đường tu hành, gia đình thầy đã phải đối mặt với nhiều phiền phức. Một số người dân vì ngưỡng mộ ông thái quá mức mà đã có những hành động ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình thầy. Thậm chí, mẹ thầy Minh Tuệ đã phải trải qua một biến cố đau lòng do không chịu nổi sự quấy rầy liên tục từ những người không quen biết, bao gồm cả các YouTuber và TikToker. Biến cố này là gì và nó có ảnh hưởng gì đến con đường chân tu của thầy Tuệ hay không? Mẹ ông Thích Minh Tuệ đã phải nhập viện điều trị bệnh. Sau khi ông Thích Minh Tuệ về Gia Lai để ẩn tu, đã có rất nhiều người tìm đến nhà cha mẹ ông để chụp ảnh, dâng lễ và mong có cơ hội gặp trực tiếp ông. Chính điều này đã làm phiền đến cuộc sống hàng ngày và ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của cha mẹ ông. Gần đây, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ hình ảnh mẹ ông Thích Minh Tuệ phải nhập viện điều trị bệnh, gây xôn xao dư luận. Ngày 28 tháng 6 năm 2024, em trai ông Thích Minh Tuệ cho biết đang ở trong bệnh viện để chăm sóc mẹ. Chia sẻ về tình hình sức khỏe của bà, người này cho biết bà đã đỡ nhiều rồi. Theo chẩn đoán của bệnh viện, bà bị viêm phổi và sốt nhẹ, nhưng cần thời gian nằm viện điều trị trong vài ngày. Bên cạnh đó, em trai của ông Thích Minh Tuệ bày tỏ, mong mọi người đừng đổ về nhà thăm nhiều quá, vì ông bà đã lớn tuổi và cần phải nghỉ ngơi. Anh cũng cho biết gia đình không nhận bất cứ phần quà hay tiền bạc nào từ mọi người. Tôi mong mọi người ở xa đừng gửi quà cáp gì đến nhà, chúng tôi sẽ cho quay đầu hết. Mọi người đừng có gửi, vừa mất công vừa tốn thời gian và tiền bạc, em trai ông Thích Minh Tuệ chia sẻ. Hiện tại, gia đình cũng không biết ông Thích Minh Tuệ đang ở đâu. Từ hôm thầy rời cốc đi, gia đình chưa gặp lại. Trước khi thầy đi, thầy có gặp gia đình và bảo đi vài ngày rồi quay lại, nhưng đến nay vẫn chưa thấy. Mấy hôm trước, gia đình cũng muốn gặp thầy nhưng không có tin tức gì, vậy nên cũng không biết tình hình sức khỏe của thầy như thế nào, ăn uống có đầy đủ không, có đau ốm gì không. Ngay sau khi những thông tin trên được chia sẻ, nhiều người đã bày tỏ lo lắng cho sức khỏe người thân của ông Thích Minh Tuệ khi bị các YouTuber, TikToker và những người không quen biết làm phiền trong thời gian dài. Nhiều người cho rằng mọi người nên ngừng việc đến làm phiền gia đình ông Thích Minh Tuệ để cha mẹ ông có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, điều đó có lẽ khó có thể xảy ra bởi sau khi thông tin ông Thích Minh Tuệ trở về Gia Lai để ẩn tu được chia sẻ, hàng trăm người dân đã tìm đến đây để cố gắng gặp mặt và dâng lễ tại nơi ông tu tập. Từ sáng sớm ngày 13 tháng 6, nhiều người dân từ các nơi đã đổ về Gia Lai để tìm cách gặp ông Thích Minh Tuệ. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, anh Nguyễn Huy Hoàng cho biết, anh và một số bạn bè vì ngưỡng mộ thầy Thích Minh Tuệ nên đã từ thành phố Hồ Chí Minh tìm lên Gia Lai. Tuy nhiên, sau 2 ngày, nhóm của anh Hoàng vẫn không thể tiếp cận được ông Thích Minh Tuệ. Nhóm của anh Hoàng cũng ý thức được việc có quá nhiều người tìm đến sẽ ảnh hưởng đến việc tu tập của ông Minh Tuệ, nên họ đang nghĩ đến việc quay về. Ngoài ra, có nhiều người còn tìm đến tận nhà của ông Thích Minh Tuệ để hỏi han và nhờ đưa đến nơi ông đang tu tập. Tuy nhiên, những yêu cầu này đều bị từ chối. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo khẩn trương và cụ thể về trường hợp của ông Thích Minh Tuệ nhằm đảm bảo sự tôn trọng tín ngưỡng theo đúng pháp luật, đồng thời bảo đảm yên tĩnh cho việc tu tập của ông và an ninh trật tự của địa phương. Lực lượng cảnh sát giao thông và dân quân tự vệ đã túc trực tại các ngã đường qua thị trấn Ia Kha, huyện Ia Ác, tỉnh Gia Lai để làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực ông Thích Minh Tuệ ẩn tu. Huyện Ia Ác cũng đã bố trí lực lượng để tránh tình trạng tụ tập đông người trên đường, ảnh hưởng đến giao thông. Bên cạnh đó, người dân huyện Ia Ác đang vào mùa làm rẫy cà phê và sầu riêng, việc tập trung đông người có thể ảnh hưởng đến trật tự xã hội và công việc lao động sản xuất của người dân. Về phần ông Thích Minh Tuệ, mỗi ngày ông đi khất thực vào sáng sớm trong khoảng 2 tiếng đồng hồ với quãng đường 5 km, sau đó trở về căn chòi trong núi để ẩn tu. Mặc dù nhiều người tụ tập và biếu ông rất nhiều đồ ăn nước uống, ông chỉ nhận đủ dùng và từ chối khi mọi người muốn dâng lễ trên đường. Ông Minh Tuệ luôn bày tỏ mong muốn được tu hành trong sự yên tĩnh, bảo đảm thanh tịnh và vắng vẻ. Số lượng người và xe cộ từ các tỉnh khác đổ về Gia Lai ngày càng đông, ảnh hưởng đến việc tu tập và gây phiền hà cho gia đình. Ngày 13 tháng 6, ông Thích Minh Tuệ đã lặng lẽ đi nơi khác để ẩn tu,
thông tin này đã được em trai ông xác nhận. Mặc dù biết ông đã rời đi, hàng trăm người vẫn kéo đến căn chòi của gia đình, làm hư hỏng cây cối hoa màu. Người nhà thông báo ông không còn ở đây, nhưng nhiều người vẫn để lại nước uống, đồ ăn và dâng lễ. Khi không tìm được ông, một số người, bao gồm cả YouTuber và TikToker, đã kéo đến nhà cha mẹ ông, chen lấn để quay phim chụp ảnh, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của gia đình. Trước tình hình phức tạp, ông Lê Anh Tuấn, anh trai của ông Thích Minh Tuệ, đã gửi đơn đề nghị công an huyện giúp đỡ. Ông Lê Anh Tuấn đã tha thiết đề nghị lực lượng chức năng can thiệp và xử lý những cá nhân lợi dụng hình ảnh của em trai ông, Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ, để đăng tải trên các nền tảng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến bản thân ông Tú và gia đình. Theo đơn ông Lê Anh Tuấn, em trai ông sinh năm 1981, cư trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Ira, tỉnh Gia Lai, đã bắt đầu cuộc hành trình khất thực và tu tập theo lời Phật dạy từ năm 2017. Suốt thời gian này, mọi việc đều diễn ra bình thường. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024, khi em trai ông đi bộ từ tỉnh Cao Bằng về Khánh Hòa, đến địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, một số đối tượng đã lợi dụng hình ảnh của ông để livestream trên các nền tảng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông. Vì vậy, em trai ông đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực để đảm bảo sự ổn định xã hội và bảo vệ tính mạng, sức khỏe, cũng như quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, kể từ khi ông Tú về lại quê nhà để ẩn dật và tiếp tục tu tập, ông vẫn thường xuyên bị các đối tượng này tìm đến quấy rầy, làm ảnh hưởng đến bản thân cũng như gia đình. Do đó, ông Lê Anh Tuấn và gia đình tha thiết đề nghị công an huyện giúp đỡ, xử lý các trường hợp lợi dụng hình ảnh của ông Lê Anh Tú để livestream, gây ảnh hưởng tiêu cực đến ông và các thành viên trong gia đình. Có thể nói, những hành động của một số người dân vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền riêng tư của thầy Tuệ và gia đình. Nếu sự việc này tiếp tục, sớm muộn cũng sẽ có những người phải nhận lấy án phạt thích đáng theo quy định của pháp luật. Điều 21 Hiến pháp 2013 đã quy định rõ ràng rằng mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình, cũng như quyền bảo vệ danh dự và uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình được pháp luật bảo vệ. Mọi người có quyền giữ bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu giữ trái luật các thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác. Đồng thời, Điều 38 Bộ Luật Dân sự 2015 cũng quy định về quyền đối với đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình như sau. Mọi hành vi xâm phạm đều bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình là những quyền bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng và công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư và bí mật cá nhân phải được sự đồng ý của người đó, và thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được sự đồng ý của các thành viên gia đình, trừ khi có quy định khác của luật pháp. Thư tín, điện thoại, điện tín, cơ sở dữ liệu điện tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc bóc mở, kiểm soát, thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác chỉ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Các bên trong hợp đồng không được tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình mà mình đã biết trong quá trình xác lập và thực hiện hợp đồng, trừ khi có thỏa thuận khác. Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình là điều bất khả xâm phạm và được bảo vệ. Hành vi xâm phạm quyền riêng tư là hành vi vi phạm pháp luật và có các biện pháp xử lý cụ thể. Đặc biệt, việc xâm phạm dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định 13/2023 và Nghị định 15/2020. Cụ thể, hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của người khác, hoặc tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự,
sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức và từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân. Theo Điều 159 Bộ Luật Hình sự 2015, tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Trong trường hợp phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức vụ quyền hạn, phạm tội 2 lần trở lên, tiết lộ các thông tin đã chiếm đoạt làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và nhân phẩm của người khác, hoặc làm nạn nhân tự sát, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 3 năm và phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cùng với việc cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Cuối cùng, câu chuyện về thầy Thích Minh Tuệ đã nêu bật lên sự tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư, cũng như lòng kính trọng đối với những người tu hành. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và phiền hà từ những người không hiểu rõ tình hình, thầy Thích Minh Tuệ vẫn giữ vững tinh thần tu hành và lòng từ bi. Thầy đã thể hiện rõ ràng mong muốn được tu hành trong sự yên tĩnh và thanh tịnh, một mong muốn mà tất cả chúng ta cần tôn trọng và ủng hộ. Câu chuyện này là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta về sự quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư và tôn trọng đời sống của người khác, đặc biệt là những người tu hành, để họ có thể hoàn toàn tập trung vào con đường chân tu của mình. Gia đình thầy Thích Minh Tuệ đã trải qua nhiều thử thách và phiền hà do sự quan tâm quá mức của mọi người. Những hành động thiếu tôn trọng quyền riêng tư đã gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sức khỏe của họ. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, gia đình thầy vẫn kiên nhẫn và luôn mong muốn sự yên bình để thầy Tuệ có thể tập trung vào con đường tu hành. Gia đình của thầy đã lên tiếng, kêu gọi mọi người tôn trọng cuộc sống riêng tư của họ, không tụ tập và làm phiền nữa. Họ mong muốn có thể sống trong sự yên bình, để cha mẹ thầy có thể nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe. Những lời kêu gọi này là lời nhắc nhở quan trọng về sự tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của mỗi cá nhân, đặc biệt là những người tu hành và gia đình họ. Hy vọng rằng, với sự hỗ trợ của cộng đồng và chính quyền, gia đình thầy Thích Minh Tuệ sẽ tìm lại được sự bình yên và tĩnh lặng trong cuộc sống hàng ngày.